Xin chào tất cả mọi người. Trong bài này chúng ta sẽ học về tính từ sở hữu (adjective possessive). Tôi sẽ không so sánh với tiếng Việt, bởi vì trong tiếng Việt thì rất đơn giản, dùng chữ của là nó ra hết, của tôi và của chúng tôi, của bạn và của các bạn, của anh ấy và của các anh ấy. Tôi so sánh với tiếng Anh là thứ ngôn ngữ mà chúng ta ít nhiều đều đã học qua. Trong tiếng Anh, tính từ sở hữu lệ thuộc vào chủ sở hữu. Trong tiếng Pháp ngược lại, tính từ sở hữu lệ thuộc vào vật sở hữu. Mà chúng ta biết là trong tiếng Pháp, tất cả các danh từ đều mang cái giống masculine hoặc là feminine, được hoặc cái. Do đó cái số lượng của tính từ sở hữu nó nhiều hơn tiếng Anh một chút. Tôi muốn căn dặn như vậy để cho mọi người để ý. Nó có sự khác biệt rất căn bản, và nhất là những ai học tiếng Anh giỏi á, thì sẽ thấy nó khác nhiều lắm. Nhưng nếu nhìn lên cái bảng này thì mọi người đừng có lo lắng, tất cả mọi chuyện đều rất sáng tỏ, rất là rành mạch. Ở bên này là chủ từ nhé. Chúng ta học cách chia động từ thì tất cả các động từ trong tiếng Pháp đều phải chia theo trật tự như thế này: sơ tu il, nu vu il. Câu ngồi thứ ba giống cái nữa, số ít số nhiều. Bắt buộc phải theo như vậy, ngoại trừ một số ít các cái động từ vô nhân xưng mà chúng ta chưa học tới, nó chỉ chia ở ngôi thứ ba số ít thôi. Ngoài ra đều phải chia theo trật tự như thế này. Thì bây giờ ngôi thứ nhất là je. Je không nói lên được là nam hay nữ. Je là tôi, là ngôi thứ nhất. Thì tương ứng với chữ je, chúng ta có ba chữ mon, ma, me. Tương ứng với chữ je, chúng ta có ba tính từ sở hữu. Mon, ma, me là nói lên được sự sở hữu của tất cả mọi sự, tất cả mọi thứ trên đời thuộc về mình, từ những cái đồ vật trừu tượng cho tới những đồ vật cụ thể. Tôi ví dụ, ba tôi, ba là người người nam, thì đây này, masculine này, mon père. Mẹ tôi là phái nữ, ma mère. Bố mẹ tôi là số nhiều, chúng ta dùng mê, mê parent. Xin lỗi, có chữ S. Mê parent. Trong chữ mê này không phân biệt là nam hay nữ, nó gồm cả masculine, gồm cả feminine. Và cũng có thể là hoàn toàn là masculine, hai người, chẳng hạn như là các anh em trai tôi, mê frère. Các chị em gái tôi, mê sœur. Hoặc là các anh chị em tôi, mê frère et sœur. Trong này nó số nhiều, chúng ta cứ tự động dùng chữ này là nó ra. Tôi xin nhắc lại, tương ứng với ngôi thứ nhất là je, chúng ta có ba chữ mo, ma, me. Được chưa ạ? Thì do đó chúng ta sẽ thấy là ở trong cái bài mà chúng ta học về chào hỏi đó. Chào ông, bonjour monsieur. Monsieur là, nó là mông đây này. Là ông của tôi, nhưng mà đọc chạy đi là mơ. Đọc theo cái... Đọc chạy đi là mơ âm ơ, đọc theo âm ơ. Monsieur, thực sự nó là mông đó, của tôi. Bây giờ chào hai ba người, hai người đổ lên. Bonjour monsieur, mông biến thành mê. Mông biến thành mê. Và chữ sieur này thêm chữ S, sieur là một ông. Tương ứng như vậy, bà madame, bonjour madame. Dame là một bà phụ nữ, bà phụ nữ của tôi. Hai bà đổ lên, chào số nhiều. Mê dame, ma, số nhiều là mê. Ma biến thành mê và chữ dame thêm S. Cũng như vậy, mademoiselle, mademoiselle đó, đọc nhanh là mademoiselle, cô của tôi. Cô là cô gái chứ không phải là cô gì. Cô của tôi, cô gái của tôi. Ma biến thành mê, demoiselle thêm S. Tương ứng như vậy, ngôi thứ hai số ít, tuy không phân biệt được nam hay nữ, masculine hay feminine, chúng ta cũng có ba chữ tôn ta tê. Bây giờ tới ngôi thứ ba, chúng ta thấy có một sự khác biệt rất nhiều, hoàn toàn căn bản đối với tiếng Anh. Ở trong tiếng Pháp có chữ il, elle. Và chúng ta thấy có hồi xưa chúng ta học có chữ ông nữa phải không? Ở đây chúng ta không xét chữ ông. Ông là người ta đó. Thì ngôi thứ ba số ít mà giống được là il. Ngôi thứ ba số ít giống cái là elle. Bất kể, không có để ý tới il hay elle nữa. Chúng ta xét theo vật sở hữu. Nếu mà vật sở hữu là số ít, là giống cái, là giống được, xin lỗi, là giống được là son, giống cái là sa, số nhiều là c. Và chúng ta thấy ở chỗ này nó khác tiếng Anh rất là nhiều, phải không ạ? Chẳng hạn như là tiếng Anh họ dùng chữ his và her, dùng cho giống được và giống cái. Nếu mà của người nam thì dùng
his, bất kể vật sở hữu là cái gì, mẹ cũng được his mother, và dùng cho giống cái là her, bất kể vật sở hữu là gì, vật sở hữu là người cha cũng là her father. Tiếng Pháp không như vậy. Ba của chị ấy, ba của anh ấy là son père, ba của chị ấy cũng là son père luôn. Mẹ của anh ấy, sa mẹ, mẹ của anh ấy, mẹ của chị ấy, sa mẹ. Các bạn nhớ, đây là một cái khác biệt rất căn bản. À, một chút để ý lưu ý nữa trước khi qua số nhiều. Chữ mô dùng cho danh từ giống đực, ma dùng cho danh từ giống cái. Thế nhưng mà có một cái luật trừ. Các danh từ giống cái mở đầu bằng nguyên âm ơ và a hoặc là ascom thì người ta không dùng ma mà dùng mông cho nó dễ đọc. École là một trường học, là danh từ feminine giống cái, une école, người ta không có đọc là trường của tôi là ma école mà biến thành mon école cho nó dễ đọc. Cũng tương tự như vậy, address là địa chỉ, une address giống cái, người ta không nói là ma address. Phát âm nó hơi khó, người ta đổi thành monadres. Và có một chuyện như thế này, tôi có một người bạn trai thì tôi gọi người bạn trai của tôi là Monami. Monami. Tôi có một người bạn gái, bạn gái là thêm mơ vào thì cũng dùng chữ Monami. Thành ra rất là khó phân biệt, nếu mà nó không nằm trong một cái mạch lạc trong một cái câu thì chúng ta không biết được Monami là gì. Bạn ơi, Monami là gì thì chúng tôi không biết giải thích làm sao. Chẳng hạn như tôi đang nằm ở trong phòng, người em của tôi đi về nói với chào mẹ, mẹ ơi, đây là bạn của con Semonami. Tôi không biết là cái em của mình dắt về một người bạn trai hoặc một người bạn gái. Khi họ cất tiếng, cái người kia cất tiếng lên chào Monami mà giọng con trai thì biết đây là bạn trai của em mình. Mà nếu người kia cất tiếng lên chào chào bác thì mới biết là bạn gái của em mình. Không có thể thể hiện ra được Monami, nam hay nữ đọc giống nhau. Nhưng mà tôi xin nhắc lại cái luật nhé. Khi một danh từ giống cái mở đầu bằng nguyên âm hoặc là ascom thì chúng ta không dùng ma mà dùng mông. Vì tôi qua số nhiều. No thì chúng ta không còn ba chữ nữa mà chỉ còn hai chữ thôi. Nó nằm ở trong số ít và số nhiều. Nếu vật sở hữu là số ít thì chúng ta dùng not. Nếu vật sở hữu là số nhiều thì là no, not, no, not, no. Vật sở hữu là số ít và sở hữu là số nhiều. Bây giờ chúng ta qua cái chữ vu này, nhắc lại một cái chuyện là chữ vu này nằm trong số nhiều nhưng mà nó có thể là số ít. Tuy là ngôi thứ hai dùng cho những người thân mật trong gia đình hoặc là bạn bè. Ngoài gia đình và bạn bè thì đối với người lạ chúng ta dùng vu. Vậy vu này có thể là số nhiều, nó là số nhiều mà có thể là số ít. Số nhiều hay số ít thì tính từ sở hữu nó cũng là hai chữ này, votre, vô, notre, no, votre, vô, được chưa ạ? Và ngôi thứ ba số nhiều thì bất kể nó là giống đực hay giống cái, chúng ta có hai chữ le. Hai chữ này đọc giống nhau hoàn toàn. Bên này có thêm S, bên này không có S. Dùng cho vật sở hữu số ít, dùng cho vật sở hữu số nhiều. Tôi xin nói lại một chút này nhé. Đây là số nhiều. Nếu tất cả những chúng tôi nhé, chúng tôi mà có một thứ, một cái đồ vật gì đó, no. Chúng tôi mà có nhiều cái đồ vật thì là no. Chẳng hạn như là đất nước chúng tôi, notre pays. Gia đình chúng tôi, notre famille. Trường của chúng tôi, notre école. Chúng ta chỉ có một trường thôi, chỉ có một đất quốc nước quốc gia thôi, chỉ có một gia đình thôi, như vậy gọi là danh vật sở hữu số ít. Còn nếu mà chúng ta có nhiều vật sở hữu thì chúng ta dùng chữ no. Chẳng hạn như hai ông bà nói với một người nào đó, mấy đứa con của tôi hôm nay đi thi, no enfants. Hai ông bà có hai người con, ba người con, bốn người con, có nhiều người con, no enfants hôm nay đi thi. Chúng ta chỉ mới học động từ être và thôi, do đó tôi sẽ làm một số câu với verb être. Où est ton père? Chúng ta dùng adjective ton này, ngôi thứ hai số ít, masculine này, thì đây là chắc chắn là hỏi tu. Chúng ta đang hỏi một người mà hoặc là trong gia đình hoặc là bạn bè thì mới ra ton tu, thì ra ton ta tê. Où est ton père? Il est dans le garage. Il là ba, là người cha. Ông ấy đang ở trong garage là nhà để xe, còn có thể là hãng sửa xe nữa, xe mình hư mang ra garage.
Đây là chắc là nhà để xe này. Uetame vẫn hỏi người này này, mẹ của bạn đâu rồi? Elle dans la cuisine. Mẹ tôi hoặc là bà ấy đang ở trong nhà bếp. Dans la cuisine. En quoi est votre cartable? Cartable là cái cặp. En quoi est votre cartable? Cặp của bạn bằng gì? Bằng chất liệu gì? Il est en cuir. Chữ vốt này tương ứng với chữ vu. Tương ứng với chữ vu. Vu mà vu có thể vu số nhiều đó. Vu có thể là nhiều người, có thể là một người. Ở đây chắc chắn là một người. Là bởi vì không thể là số nhiều được. Số nhiều thì chẳng lẽ chỉ có một cái cặp. Hai ba học sinh chẳng lẽ chỉ có một cái cặp. Như vậy đây chúng ta hiểu đây là một người. Est-ce que votre professeur est français? Thầy giáo của các bạn là người Pháp phải không? Tôi vừa nói các bạn mà tôi nói là của bạn cũng được. Tại chữ vô này không thể hiện là nhiều người hay là ít người. Est-ce que votre professeur est français? Thầy giáo của bạn là người Pháp phải không? Thầy giáo của các bạn là người Pháp phải không? Đều được hết. Non, il est vietnamien. Mon père est boulanger. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il est très occupé. Tôi cố gắng làm những cái chữ mà chúng ta đã học rồi ha. Ba của tôi là người làm bánh mì hay là bán bánh mì đó. Chủ tiệm bán bánh mì đó. Aujourd'hui, hôm nay, c'est dimanche. Hôm nay là chủ nhật. Ba tôi này. Il est très occupé. Ba tôi rất là bận. Son là ngôi thứ ba số ít, tương ứng với in hoặc là elle. Il hoặc là elle là không thể hiện được là nam hay nữ. Son école est grande et moderne. Trường của người ấy, không biết là anh ấy hay là chị ấy, thì lớn và hiện đại. Leurs enfants sont dans la librairie. Leurs enfants, đây là số nhiều chắc chắn rồi này. Mà chủ sở hữu là hai người. Con cái của họ, con cái là số nhiều đó, mấy đứa con của họ. Sont dans la librairie, hiện nay đang ở trong nhà sách. Câu số 8, leur proviseur, chữ leur này là số ít, như vậy là thầy hiệu trưởng của họ. Họ là số nhiều, chỉ có một thầy hiệu trưởng thôi. Leur proviseur est jeune et sympa. Thầy hiệu trưởng của họ còn rất là trẻ và có thiện cảm, dễ thương đó. Sympa. À, xin cảm ơn tất cả mọi người.